trễ giờ học, bà trễ giờ học rồi. Tiểu Thư ơi, Tiểu Thư. Trời, cái này nó đụng với cái gì nữa vậy? Tiểu Thư ơi, đi từ từ thôi, đợi con đi. Mới kêu gì vậy? Tiểu Thư. Tiểu Thư, con mắt nhà ngươi với Tiểu Thư. Với cái gần Tiểu gì? Trời đất, cái thằng Thiên Đụng ơi, đã dặn biết bao nhiêu lần rồi. Là bây giờ ta đi học, ta đã lên trường rồi. Mà trên trường này toàn là nam nhân không à. Lỡ mà ta biết ta là con gái. Rồi. Nó ghi bằng cái gì Tiểu Thư chỉ con có học kêu nhiều là công, công công tử công con mắt nhà ngươi kêu một khóa nó bị phạt liền. Công tử, công tử hả? Công tử, hiểu chưa? Công tử, bây giờ ta đang trong hình hài nam nhân, hiểu không? Dạ. Kêu kêu cũng sai nữa, lẹ nó trễ giờ học rồi. Tiểu Thư đi chăm lỡ mẹ ta bắt được rồi sao? Đi lẹ lên. Ê, cái này nặng muốn chết luôn vậy á. Ủa lẹ đi, trễ giờ rồi. Trời đất, cái thằng Thiên Đụng nó tự nhiên lên trên núi nè, núi nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Trời đau quá à. Công tử. Nhà ơi, chạy đâu mà dữ vậy? Cái thằng ông nội này. Chạy làm sao mà đụng nó muốn găng cái nết ra ngoài luôn vậy? Tao đang đi học chứ đâu. Đi học chứ bộ đi sợ không kịp đầu thai sao mình làm gì chạy nhanh vậy? Trễ học rồi. Dưới chân một đồ luôn rồi. Chẳng hay là vị công tử này cũng đi học nữa hả? Thì đi học. Thì đi học mới đi đường này. Chứ không lẽ đi chơi. Chẳng hay công tử này tên gì? À, ta hả? Nhà có dư hàng trăm cây vàng, miền cao lãnh là quê. Còn tuổi xưng vừa 20, ta xưng danh là Trúc Anh Liễu. Anh Liễu. Trúc Anh Liễu. Dạ, Trúc Liễu. Còn chẳng hay công tử đây tên gì? Tên ta hả? Ừ. Đầu đội trời, chân đạp đất. Tên gì? Ta tên Lương Sơn Thống. Thì ừ. Lương Sơn Thống thì nó bà nói Lương Sơn Thống đi. Còn đầu đội trời, chân đạp đất. Ai mà đầu không đội trời, chân không đạp đất đâu. Không đạp đất sao đi? Ủa ma hả? Mà chẳng hay là nhà công tử ở đâu? Nhà ta hả? Nhà ta thì nhìn xa xa có con ma, nhìn kế bên có con kênh. Là ở đâu? Kênh sáng nước phèn, ta cầu lãnh á. Sao không nói gì đi cho nó nhanh? Nó chỉ dài dòng cái gì? Ừ. À, còn nhà của công tử? Nhà ta hả? Nhà ta nhìn gần gần có cây bằng, nhìn kế bên cũng có con kênh. Là đâu? Kênh Tân Quá. Kênh Tân Quá hả? Vậy đúng là rồi. Xa lắm ha. Bạn phép vị huynh đài đây cho ta hỏi, đến trường học Minh Sơn là mình đi hướng nào vậy? À, vậy là công tử đây cũng đến trường học Minh Sơn nữa à? Đúng rồi. Thì đây Cà Mau xuống Cần Giờ, mà người đời đặt tên là Cần Thơ. Nhiều lối đi lên đến ngôi trường gần đây cách hai đèo. Đường kia là hướng đến nơi ông bầu. Đó, hồi trước, thẳng trước, đó, là tới trường. Là đi thẳng thôi à? Đúng rồi, có đường thẳng một à, không có đường quẹo gì hết. Sao nó giờ hát dài vòng đi vòng vậy? Sao không chỉ đường thẳng đi cho nó lẹ? Ông mắc gì mà không hỏi đi? Lúc đầu tao cũng hỏi đàng hoàng chứ bộ. Thì hỏi thì tao mới biết được chứ. Tại vì huynh đài để thích dài dòng quá. Thì nói chung là ta thích thơ văn được không? Thích đi đường vòng, thích đường tắt. Ủa, vậy là cũng học luôn hả? Đúng rồi. Ê, khóa nào vậy? Khóa nào vậy? Khóa B. Khóa B hả? Mới học khóa B hả? Ta thì đang cũng... Ê, vậy là mình cùng chung khóa luôn rồi đó. Chung luôn hả? Chung luôn. Trời, ông thầy 7 đúng không? Đúng rồi. Trời, ngày nay có học chung thầy 7 nè. Vậy là mình học chung luôn, chung lớp, chung trường luôn. Như bây giờ trời ơi, đồng hương mà mình cũng đi chung đường. Vậy bây giờ á, cũng nhân dịp này mình chung chung hết trơn rồi, thì bây giờ mình không ấy, mình kết nghĩa làm huynh đệ đi ha. Kết nghĩa làm huynh đệ đó. Đúng rồi, đi sao? Tại vì kết nghĩa làm huynh đệ á, thì dù gì mình cũng giúp đỡ việc học nhiều hơn, với lại mà mình với lại mình cũng có chung, bạn bè đâu cho nó đỡ chung buồn. Đường đi nữa, chung đường mà đi, chung mình trường ra, mình đi mình chung đường. Đúng rồi. Thì bây giờ á, giờ làm gì ta? Mình kết nghĩa huynh đệ, kết nghĩa huynh đệ đúng không? Ừ, giờ mình sẽ làm gì vậy? Tao biết rồi. Bây giờ á thì gì công tử hả? Ê, hả, cái này cho mình lương thực của mình mà. Lương thực mẹ gì đây? Bây giờ á, ta với đại huynh đây sẽ cắt chuối ăn thề. Cắt chuối ăn thề. Thì bây giờ á, thì giờ người nửa trái. Khoan, đợi ta cái. Có con rút cái đồ long đao ra cho thánh thần Thiên Đụng. Ơi, cái gì vậy ông nội? Đó. Chắc
chuối ăn thề. Là cầm. Là không có cái nào nhỏ hơn chút xíu hả? Không, có cái này là nhỏ nhất rồi. Thánh thần thiên đụng ơi, người nửa trái cầm đi, cầm đi, cầm đi. Bây giờ đẻ cho lẹ. Rồi xong, người nửa trái. Dẹp vô đi. Quá trời ngọt, dài dòng quá. Không thể. Ê, chết mẹ chưa thề, cũng cái đi. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ mãi là huynh đệ. Ừ. Thì chưa mình phải làm lễ nữa cái đó. Cầm tay ngăn linh. Ê, lộn. Ngăn lượng. À thì bây giờ để minh chứng cái tình bạn của chúng ta, tôi chúc anh liệu và tôi Lương Sơn Thống, chúng tôi cùng thề sống chết có nhau. Có gì đó. Có phước cùng gì? Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia. Anh em tốt. Nói phụ coi. Anh em tốt cốt ai nấy hốt. Đi học. Anh em tốt là có gì? Anh em tốt hoạn nạn có nhau. Hoạn nạn có nhau. Thì bà Phan, phải có trà mới được. Đúng rồi, mình cũng trà mới được. Ấy bạn có trà rồi. Có trà luôn. Có. Sao cái này gì hết vô nổi. Ấy thôi. Thôi mình làm cái khác đi. Mình thắp nhang cũng được ha. Mình thắp nhang đi. Bây giờ cũng không có nhang luôn. Thôi cho mình lấy gì nè. Rồi. Thì đây làm hai cái nhang đi. Dạ không có nhang đây, chừng nữa mình làm cái lễ đó làm sao đi ha. Không tử, đây. Rồi. Ok, cái gì cũng. Rồi làm cho mèo vậy. Đây là hai cục đá. Ta cà ra lửa, tao lửa. Rồi cà tới Tết năm nào có lửa. Bây giờ trung thu năm nay mà tới trung thu năm sau mới có lửa chưa nữa thiệt luôn á. Đây, trời mệt quá trời đi nè. Đúng con tử. Có cái gì cho lẹ đi. Quá trời mệt rồi. Đây là cái gì vậy? Gì? Công tử? Bật lửa. Mới đem bên phương Tây về đó. Ồ, bật lửa. Vậy là nó tiện lợi đến như vậy luôn à? Ờ. Tại đó giờ ta chưa nghe ta. Tôi chúc anh liệu. Tôi Lương Sơn Thống. Cùng thề kết bạn trăm năm với Lương Sơn Thống. Rồi, tới con. Tới con, công tử. Công tử ơi, đây là ba cây nón. Cầm đi sư quân. Đây. Thằng ơi làm gì ngăn lưỡng? Tôi là ngăn lưỡng. Còn tôi là tư quy. Xin nguyện kết thông gia. Cái gì vậy? Kết huynh đệ. Xin nguyện kết huynh đệ. Kết nghĩa huynh đệ với tư quý huynh. Tôi tư quý xin kết nghĩa huynh đệ với ngăn lưỡng đây. Ba nén trầm. Xin đa tạ. Rồi xong chưa? Còn bán tao quá. Xong rồi ạ? Dạ. Xong rồi quăng bỏ đi. Rồi, kết thúc giờ làm lễ. Thì giờ con với Lương Sơn Thống huynh đây là đã thành vấn đề nhau rồi. Chính ghê, đưa tao đi học coi, chạy giờ rồi. Cái gì á? Đi đâu vậy? Chẳng hay là những huynh đệ đây đi đâu vậy? Thì là đi học chứ đi đâu? Học trường nào? Cái trường gì ở trên huyện nè? Của thầy Bảy á. Thầy Bảy hả? Thầy Bảy. Đi là học lớp mấy? Khối B đúng không? Tôi biết hay rồi. Vậy là chúng ta cũng là cùng chung một khối. Ủa gì hả? Hai huynh đệ kệ đây đi. Thôi vậy thôi, kệ đi. Đi nè. Đi nè, nghe nè. Rồi cặp đâu sao không đem theo? Hôm qua ăn mừng quá chén rồi, người hầu đem đi rồi. Thôi đi trước đi. Đi đi, thôi giờ không đi học nữa, hồi này trễ giờ đó. Thôi đi đi. Thôi đi trước đi. Mấy người này ngộ quá. Lẹ đi học nè. Bé có mấy trai giùm tao một cái. Ha. Có kèm mấy trai ra mặt luôn. Tại đẹp không ạ? Nhớ lên trường là không được gọi công tử. Ủa lộn, không được gọi tiểu thư được. Hiểu không? Phải gọi công tử. Cũng biết. Lỡ mà người ta biết ta đẹp quá rồi. Thôi đi đẹp công tử. Đúng anh liệu. Quay cho má. Má. Có mệt quá trời rồi. Má không nhẹ, má nghe con làm gì vậy? Má nói biết nhiều lần rồi. Ờ sao con hết kìa. Tao tới này mà còn miệng kia nữa. Chị giỏi là bị thương mà. Để con. Sao chị? Má nói còn biết nhiều lần rồi. Rồi giờ làm gì vậy? Bữa nay cãi với anh Trang nữa. Ôi. Giả năm nhân nữa hả? Thì chị con. Ôi, đi. Đi đâu? Đi. Đi đâu? Đi học. Cái gì? Thì đất Khánh Thành thì đụng ơi đi học. Ừ. Đi học ở đâu? Đi học ở trên trường Minh Sơn thầy Bảy nè. Má nói còn biết nhiều lần rồi. Con là nữ nhi. Ở nhà thiêu thùa rồi lấy chồng.
nghĩ sao mình đi học? Ai nói với má vậy? Trời ơi, nghĩ sao mà đưa ra cái định kiến mà nữ nhi không được đi học vậy? Ủa, chưa chắc gì nữ nhi mà không giỏi bằng nam nhân, đúng không má? Nữ nhi người ta thấy làm bà này bà nọ. Đúng không? Có thể ta làm tướng không chừng. Trời ơi, đâu phải là nữ nhi phải ở nhà mà giá thua thua vậy. Rồi cho đàn ông đè đầu kể cổ à. Nói cãi đúng không? Đi về nhà cho má nhanh lên. Không, đúng rồi đó, phu nhân. Phu nhân biết mà. Má, má nghĩ coi. Cả một cái xứ mình làm gì có trường nào, có thầy nào dạy giỏi nữa. Thì bây giờ nghe danh trường Minh Sơn được ông thầy bảy dạy có tiếng từ trước đến nay. Thì giờ con đi học, rồi chừng nữa con giỏi lên rồi con về giúp đỡ chỗ mình xứ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là cái trường đó toàn là nam nhân, trong khi đó thì con là nữ nhi. Thì con cũng con mới cải trang lại nè. Nam nhân mà phu nhân. Lính, tao kêu mày á đi giữ tiểu thư, bây giờ mày còn phải lén phén đi theo tiểu thư nữa đúng không? Đâu, bây giờ con gái cũng có thể làm được, nên mà phu nhân biết hai bà chương nhị chương chắc con cưỡi ngựa cầm dao đánh cung đó. Nói đi. Đó, giỏi bao nhiêu luôn. Không có nói nhiều nữa, đi về cho má nha lên. Về tôi đi về lấy chồng. Thôi. Không lấy chồng đâu. Thôi. Bây giờ một là về lấy chồng, còn hai là khỏi đi học luôn. Bây giờ sao? Bây giờ thì là chăng gì? Thiệt nói gì là bây giờ má cho con đi học thời gian đi, rồi con lấy chồng. Thiệt không? Thiệt. Vậy thôi đi học đi 3 ngày về lấy chồng. Thánh thằng đi đụng quá trời. Trời ơi, đi học chứ phải đi chơi mà 3 ngày về má. Má. Mày chửi tao hay vậy? Mẹ. Cái này giống chửi hơn đó. Má. Đi cho đi học đi. Rồi bây giờ đi học chừng nào mới về? 3 năm. Cái gì 3 năm? Rồi. Thì mới chưa học biết chơn chứ. Dạ. Rồi. 3 năm mà biết bao nhiêu tháng không? Hả? 3 năm là 9 tháng 10 ngày. Cái gì 3 năm 9 tháng 12? Trời ơi trời, mày tính sao hay dữ vậy? Một năm 12 tháng. 3 năm là 36 tháng lần đó. Đúng rồi, phu nhân học 36 tháng ngủ ngày mai thức dậy là tới 36 tháng rồi. Ôi, mày nói nghe dễ quá ha. Học cho tốt nghiệp chứ phu nhân, học lỡ dở học chi. Không cần biết. 3 tháng sau phải quay về cho má nha. Đừng để má đi kiếm. Bây giờ anh chịu không? 3 tháng nữa được thôi, chịu đi. 3 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. 3 tháng. 3 tháng 14 ngày. 2 tháng. 3 tháng. 3 tháng 10 ngày. 1 tháng. 3 tháng đi. 3 tháng 5 ngày. Một lần nữa là khỏi đi học luôn. Đi. Kỳ vậy đúng không? Lại. Nghe má dặn nè. Đi vô trường. Nhớ là giữ thân giữ mình. Phận nữ nhi nghe không? Trời ơi má cứ yên tâm đi. Không có sáp sáp lại nam nhân đó. Trời má nghĩ làm sao vậy? Trời ơi má. Con chủ yếu là con học chữ thôi. Còn nam nhân trong mắt con kiểu mà như là một hạt bụi. Thì nói đâu được á thì làm được giùm hơn cái. Làm gì? Rồi. Không gì nha. Bye bye má yêu. Còn hết trời mệt. Không đi phu nhân. Rồi đi về nè. À này lết không biết chừng nào thì về tới nhà nữa.